tức dĩ chấp trì danh hiệu vi chánh hạnh. Pháp môn tịnh độ, giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc phải tu như thế nào? Chánh hạnh. Tu hành chính thức chính là niệm Phật. Phật pháp phải phá chấp trước. Pháp môn này vẫn cứ dùng chấp trước, chính là chấp trước danh hiệu. Ngoài câu danh hiệu ra, tất cả mọi chấp trước đều buông xả, không chấp trước gì thêm nữa, chính là chấp trước danh hiệu này. Gìn giữ cái danh hiệu này, niệm niệm không quên, gọi là trì. Niệm niệm đều là A-di-đà Phật, đó chính là trì. Nhớ kỹ, A-di-đà Phật là vô lượng trí, vô lượng giác. Niệm niệm giác mà không mê, niệm niệm chánh mà không tà, niệm niệm tịnh mà không nhiễm. Đây chính là tự tánh A-di-đà. Tự tánh tam bảo. Tam bảo là một thể, tuy một là ba, tuy ba là một. Những quán tưởng, tham cứu, trì chú, nghiên cứu giáo lý khác thấy đều không cần, không nên xen tạp những thứ này. Chính là một câu A-di-đà Phật niệm đến cùng, chí giản dị. Chí là đến chỗ tột cùng, đơn giản đến tột cùng, dễ dàng đến tột cùng, đơn giản dễ dàng. Hơn nữa nó còn trực tiếp, không vòng vo. Trực tiếp đến đâu vậy? Trực tiếp đến minh tâm kiến tánh, trực tiếp đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, trực tiếp đến Phật quả cứu cánh viên mãn. Có người hỏi, không phải người hiện nay mà người xưa đã có hỏi, đến thế giới Tây Phương Cực Lạc còn tu pháp môn gì nữa không? Đậu Cơ thuyết giáo. Chính là bạn muốn tu pháp môn nào, bạn liền có thể thành tựu được pháp môn đó. Ưa thích, vậy là quá hay. Thành thật mà nói với bạn, đến thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi, bạn sẽ thay đổi ý định. Đổi ý định gì vậy? Một câu A-di-đà Phật này niệm đến cùng, không tu thêm pháp môn nào khác nữa. Vì sao vậy? Một câu A-di-đà Phật này đã bao gồm tất cả pháp môn ở trong đó rồi. Cũng chính là nói, vạn pháp quy về một. Một chính là tự tánh. A-di-đà Phật chính là tánh thể, tánh đức, tánh tướng, tánh dụng. Chỉ cần bạn khế nhập cảnh giới. Đây là kinh luận các tổ sư đại đức nói rất hay. Nếu như bạn niệm Phật, niệm đến lý nhất tâm bất loạn, thì tất cả các pháp thế gian, xuất thế gian tự nhiên thông đạt cả. Bạn cần phải học nữa hay không? Bất kể pháp môn nào, có người thỉnh giáo bạn, bạn đều đối đáp trôi chảy, không cần phải suy nghĩ. Cái này kỳ lạ, cái này không thể nghĩ bàn. Trên thực tế không có gì kỳ lạ cả. Nguyên nhân gì vậy? Pháp thế xuất thế gian đều do tự tánh biến hiện ra. Đã là tự tánh biến hiện ra, chỉ cần bạn kiến tánh được rồi thì đâu có lý nào mà không biết chứ. Bạn đối với tất cả các pháp không hiểu, không biết, nguyên nhân căn bản là gì vậy? Là bạn đã mê mất tự tánh. Một câu A-di-đà Phật này, khi niệm đến lý nhất tâm bất loạn, triệt kiến tự tánh, viên kiến tự tánh, thì vấn đề chẳng phải đã giải quyết rồi sao? Bạn còn đi tìm phiền phức khác sao? Thế gian này có một số người không biết, nên thiền tịnh song tu, mật tịnh song tu. Còn có gì nữa vậy? Thiền mật tịnh tam tu. Thông thường người thế gian chúng ta nghe xong mới nghe đến, ồ cái này tuyệt quá, cao siêu. Kỳ thực người trong nghề biết họ đang lòng vòng, mặc dù có thể thành tựu, nhưng thành tựu của họ không đủ sâu. Vì sao vậy? Tinh thần sức lực của họ bị phân tán rồi. Họ phân thành hai mặt, phân thành ba mặt, họ không chuyên. Nếu bạn muốn nhanh, hãy chuyên công phu một môn, một mục tiêu, một phương hướng thì sẽ nhanh. Không có gì nhanh hơn cái này. Cùng lúc đi hai con đường, cùng lúc đi ba đường thì khó lắm, không dễ dàng, lại chậm chạp. Pháp môn này đơn giản, thẳng tắc, thành đạo vô thượng. Chúng ta phải nhận thức rõ ràng. Chỉ có thật sự hiểu rõ
thì niềm tin mới kiên cố, nguyện mới không nghi, dứt khoát không đổi. Pháp môn không thể nghĩ bàn. Trích từ bài giảng Một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng.